Nên chúng ta thọ tam quy thọ xong thì sao vẫn mê chứ chẳng giác vẫn nhiễm chứ chẳng tịnh vẫn tà chẳng chánh chẳng khác gì chưa thọ chẳng thay đổi gì hết tam quy y kiểu đó là giả chẳng thật nếu thật sự tam quy trong tâm quý vị chẳng rời khỏi giác chánh tịnh trong kinh Đức Phật bảo chúng ta Ngày đêm Có 36 vị thần hộ pháp Bảo vệ quý vị Đối với mỗi điều Trong ngũ giới Đều có năm vị thần hộ giới Ngũ giới quý vị đều làm được Thì có 25 vị thần hộ giới Bảo vệ quý vị Quý vị sẽ không bị Tà mị vừa thân Chẳng bị là do thần hộ Pháp Và thần hộ giới của quý vị rất nhiều Học Phật mà vẫn còn có hiện tượng Bị ma quỷ vừa thân Cho thấy quý vị chưa làm được ngũ giới Thần hộ giới lẫn thần hộ Pháp đều lánh xa Bỏ đi, chẳng hộ trì quý vị Nhất định phải hiểu đạo lý này chúng tôi mới dần dần hiểu rõ chúng ta phải học tập bổ sung bù đắp bằng đệ tử quy của nho gia và thái thượng cảm ứng thiên của đạo gia có hai cơ sở này thì tập thiền nghiệp đạo tam quy ngũ giới sẽ dễ dàng thật sự đạt được Tam quy là thật chẳng giả Hiện thời tam quy là giả chẳng thật Quý vị thấy tam quy là quy y Phật Quy y Pháp, quy y Tăng Đọc lục tổ đàn kinh Chúng ta liền quảng viên đại ngộ Lục tổ Huệ Năng là người đời đường Nhằm thời đại Võ Tắc Thiên Thuở ấy lão dân gia truyền quy y Chẳng đọc quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng Ngài chẳng đọc như thế Mà đọc như thế nào? Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh Vì sao Ngài đọc theo cách ấy? Chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ. Khẳng định là Phật Pháp truyền tới Trung Quốc đã hơn một ngàn năm. Truyền đã lâu như thế. Cho nên xuất hiện rất nhiều sai lệch, lầm lẫn. Mọi người hãy nghe nói Phật Pháp Tăng. Chắc là nghe nói đến Phật, bèn nghĩ tới tượng Phật nghe nói quy y pháp bèn nghĩ tới kinh sách quy y tăng bèn nghĩ tới người xuất gia sai rồi đó chẳng phải là ý nghĩa thật sự của tam quy ý nghĩa thật sự của tam quy là giác chánh tịnh vì thế tổ truyền quy y bèn nói quy y giác quy y chánh quy y tịnh rồi mới giải thích phật là giác pháp là chánh Tăng là tịnh Ngài giải thích cho chúng ta Vừa giải thích như thế Chúng ta bèn hiểu rõ Quý y Phật nghĩa là gì? Giác chứ chẳng mê Chúng ta từ mê hoặc điên đảo Quay về nương vào tự tánh giác Đó là quý y Phật thật sự Phật trong tam quy là tự tánh Phật quý gì Chẳng phải là Phật ở bên ngoài Tượng Phật ở bên ngoài là gì? Nhằm nhắc nhở quý vị Phật tượng trưng điều gì? Phật tượng trưng tánh tự giác Quý vị thật sự quý y Chẳng phải là quý y bên ngoài Mà là từ mê hoặc Điên đảo quay lại Ta phải ngộ Chẳng còn mê hoặc nữa Quý y Pháp Chẳng chứ không tà Ta từ tà tri, tà kiến, tà hành quay lại nương theo chánh tri chánh kiến chánh hạnh tiêu chuẩn này thuộc về giới luật nền tảng của giới luật là đệ tử quy đệ tử quy và quý vị chánh tri chánh kiến chánh niệm chánh hạnh những điều ấy đều ở trong tự tánh Thái thường cảm ứng thiên Gồm 195 điều Thiện ác báo ứng cũng là tự tánh Nói chung Phật Pháp Từ đầu tới cuối Từ sơ học cho đến địa vị như lai Chẳng rời khỏi tự tánh Rời khỏi tự tánh Sẽ là ngoại đạo Cầu Phật ngoài tâm Đấy là ngoại đạo Phật là gì? Phật là tự tánh của quý vị Nhất định phải biết điều này Quý y tăng Người xuất gia đại diện tăng Thấy người xuất gia Bèn ngay lập tức cảnh tỉnh Ta nên tịnh đừng diễm Ta tự ô nhiễm quay lại nương vào tự tánh tịnh quý vị thấy huệ năng đại sư khai ngộ câu đầu tiên ngài nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh quy y vốn tự thanh tịnh là quy y tăng chân thật chẳng liên can tới cảnh giới bên ngoài vì thế phật pháp được gọi là nội học hoàn toàn tương ứng với tự tánh từ tánh tình từ tánh chánh từ tánh giác quả thật đã được nói trong tựa đề bộ kinh của chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác tự tánh tình thanh tịnh là tăng bảo bình đẳng là pháp bảo giác là phật bảo tam quý y là gì chính là năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác đó là đúng khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác quý vị thật sự quy thầy lấy tam quy tam quy là Phật pháp bất luận đại thừa hay tiểu thừa tông môn hay giáo hạ hiển giáo hay mật tông là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao từ khởi tâm động niệm cho đến ngôn ngữ tạo tác chẳng thể rời khỏi thanh tịnh bình đẳng giác đấy là nguyên tắc chỉ đạo tối cao quý vị thấy vừa vào cửa phật trước hết liền truyền dạy nguyên tắc này cho quý vị từ nay trở đi quý vị nương theo phương hướng và mục tiêu ấy để tu học thì mới có thể siêu phàm nhập thánh đấy là tam quy y thật sự Này chúng ta thọ tam quy thọ xong thì sao vẫn mê chứ chẳng giác vẫn nhiễm chứ chẳng tỉnh vẫn tà chẳng chánh Chẳng khác gì chưa thọ Chẳng thay đổi gì hết Tam quy y kiểu đó là giả Chẳng thật Nếu thật sự tam quy Trong tâm quý vị Chẳng rời khỏi giác Chánh, tình Trong kinh Đức Phật bảo chúng ta Ngày đêm Có 36 vị thần hộ pháp Bảo vệ quý vị Đối với mỗi điều trong ngũ giới Đều có năm vị thần hộ giới Ngũ giới quý vị đều làm được Thì có 25 vị thần hộ giới bảo vệ quý vị Quý vị sẽ không bị Tà mị vừa thân Chẳng bị là do thần hộ Pháp Và thần hộ giới của quý vị rất nhiều Học Phật mà vẫn còn có hiện tượng bị ma quỷ dựa thân Cho thấy quý vị chưa làm được ngũ giới Thần hộ giới lẫn thần hộ pháp đều lánh xa Bỏ đi, chẳng hộ trì quý vị Nhất định phải hiểu đạo lý này Chúng ta thọ tam quy hoặc thọ giới Có cần phải đến giới đàn tiếp nhận theo nghi thức truyền giới hay không? Thưa quý vị, nghi thức không quan trọng thuở tôi mới học phật chuyên gia đại sư bảo tôi phật pháp trọng thực chất chẳng trọng hình thức thực chất là gì quý vị thật sự phát tâm muốn học sẽ được tôi thật sự phát tâm muốn học phật tôi đọc kinh điển thấy viết về tam quy y tôi thật sự muốn học nghiêm túc học tập tôi hiểu rõ tức là quý vị thật sự thọ thấy ngũ giới dạy chẳng sát sanh chính mình bèn phát nguyện suốt đời này ta trọn chẳng tổn thương gây hại hết thầy chúng sanh quý vị đạt được với điều này chẳng trộm cắp ta phát tâm suốt đời này trọn chẳng chiếm chút tiện nghi nào của người khác quý vị đạt được điều này Tại giới đàn tiếp nhận những nghi thức Nhưng chẳng làm được thì vẫn là vô dụng Đấy chẳng phải là thật Những gì như thần hộ Pháp chỉ nhận thật chẳng nhận giả Thế giả Họ vừa nhìn bèn cười khi xong chuyện Còn thật thì tuy chẳng trải qua những nghi thức tại giới đàn Họ vẫn bột mực thủ hộ quý vị Đạo lý này là sự thật Chúng ta Phải hiểu rõ ràng Dường như vào năm 1999 Tôi sang Tân Gia Ba Giảng Kinh dạy học tại cư sĩ lâm quen biết tổng thống hiện thời là tiên sinh nạp đăng khi ấy ông ta vừa mới từ mỹ trở về ông ta là đại sứ của tân gia ba tại mỹ vừa mới trở về chúng tôi dùng cơm với nhau ngồi với nhau ông ta cho biết ông ta là người ấn độ là tín đồ Ấn Độ giáo. Tầng ba của tòa cao ốc này là Ấn Độ giáo. Ông ta nói, tôi vô cùng ưa thích Phật giáo. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Ông ta nói một câu như thế. Khi ấy tôi nghe xong hết sức kinh ngạc. Trong quá khứ tôi chỉ nghe chương gia đại sư nói câu ấy. Chưa nghe người thứ hai nào nói không ngờ ông ta có thể nói ra câu ấy đấy là bậc thông hiểu chẳng phải là kẻ lơ mơ